cùng lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và như thường lệ thì chúng ta lại cùng gặp lại nhau trong bản điểm tin vào ngày thứ sáu hàng tuần khi chúng ta kết thúc một tuần giao dịch thì một tuần chúng ta sẽ có một cái bản tin chính và sau đó thì trong tuần có thể có thêm một vài các cái bản tin phụ tùy thuộc vào xu hướng của thị trường và như thường lệ thì bản tin của chúng ta ở trên kênh chứng khoán chiến binh trên từng con sóng nội dung thì chúng ta vẫn sẽ có 3 phần chính phần thứ nhất thì hùng lê cùng với các anh chị em chúng ta sẽ đi phân tích danh mục các cái mã cổ phiếu khá là cơ bản của thị trường ở gồm các cái mã cổ phiếu trụ ở viettel nhóm ngành xây lắp tuần này thì cũng sẽ phân tích thêm nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp à, sau đó thì chúng ta sẽ phân tích nhóm thép nhóm vật liệu đầu tư công à, nhóm dầu khí nhóm ngành đầu tư công nhóm banh nhóm ngành chứng khoán còn thời gian thì chúng ta sẽ đi à, phân tích thêm à, một số các cái mã cổ phiếu khác à, nếu như còn thời gian ở phần thứ hai thì ông Lê cùng với các anh chị em của chúng ta sẽ đi đánh giá, nhìn nhận lại cái xu hướng thị trường ở trong tuần video số 168 à 169. Đó tuần từ 27 đến ngày 31 tháng 3 chúng ta kết thúc quý 1 của năm 2023 và chúng ta mở ra quý 2 với nhiều kỳ vọng với nhiều cái góc độ kỹ thuật và nhiều các cái chính sách vĩ mô có thể nó sẽ được thông quan ở trong quý 2. À, đó là những cái cơ sở rất là quan trọng để giúp cho thị trường của chúng ta à, có những cái sự đột phá những cái bước tiến mới ở trong quý này à, phần cuối cùng của bản tin phần thứ ba thì ông lê sẽ có một vài ý để chúng ta à, có một vài nhận định về cái xu hướng thị trường ở trong cái tuần tiếp theo thì như vậy là nội dung bản tin tuần của chúng ta à, sẽ có ba cái phần chính như vậy và phần thứ nhất thì ông lê cùng với các anh chị em của chúng ta sẽ bắt đầu đi vào nội dung đầu tiên à, chúng ta sẽ đi phân tích một số Uh, các cái mã cổ phiếu, các cái nhóm ngành uh, Tương đối là chiến lược Thì uh, đối với VIX Ở trong thời điểm hiện tại uh, VIC ở sau một cái thời gian uh, Nói chung là chúng ta cũng đã ngắm khá dài Ở vùng 51.5 đến vùng 52 Là hỗ trợ kỹ thuật và vùng kháng cự ở đây Đó là vùng 56 thì các anh chị lưu ý Tuần tới khả năng VIX sẽ công lại vùng kháng cự 56 Ở đây thì các anh chị có thể chốt bớt một phần Uh, Vinhome thì như đã có những cái phân tích định hướng uh, trong cái tuần video 167 à uh, trùng 168 thì cũng đã có phân tích cái vùng chỉnh cung kỹ thuật ở 41.5 42 423 và dự kiến thì ngắm nhịp này sẽ ngắm cản lên khoảng vùng 52 đến khoảng vùng 54. bốn. Uh, trong đó các vùng test kỹ thuật ở quanh vùng 47 không thủng và tuần vừa qua thì uh, Vinhome đã có hai cây nến test kỹ thuật ở quanh vùng 47 rất là ok. À, nhìn về thương thiên, thiên hướng kỹ thuật này thì hoàn toàn tuần tới vùng 52 đến khoảng vùng 53 các anh chị lưu ý chúng ta à, có được cái target lãi rồi thì chú ý vùng này để mà chốt. Ở à, VRE cũng đã đánh khá là tốt ở đây thì các anh chị lưu ý này, VRE thì chúng ta đã có một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây rồi, vùng 26 26.5 à, có đưa target kỹ thuật lên vùng 30 thì về bản chất là tuần này nó đã lên được đến vùng 30.5 đến khoảng vùng 31 và các anh chị lưu ý là vùng 31.5 đến vùng 32 ở đây đó là vùng kháng cự tương đối là mạnh và rất có thể về đến vùng này thì các cái tài khoản người ta có lãi người ta sẽ canh chốt vì vậy các anh chị lưu ý ờ, cổ phiếu Mansan ở trong tuần vừa qua thì nó cũng đã chỉnh cung tương đối là sâu và sát với về lại cái vùng đáy cũ của nó ở đây là vùng 75, 76.5 Nhìn chung với Mansan trong thời điểm hiện tại các anh chị lưu ý chúng ta không đua xanh và chúng ta có mua thì chúng ta mua đó canh vùng hỗ trợ 76.5 ít nhất là chúng ta mua 76.5 thì bây giờ đóng tuần ở 77.8 là chúng ta không có bị lỗ. Đó. Ở cổ phiếu Vinamilk, nhìn chung ở đây thì Vinamilk cũng đang đánh ở trong một biên khá là hẹp ở vùng 74 là 74 74.5 là hỗ trợ dưới và cận kháng cự trên là vùng 77 đến vùng 77.5. Ở trong tuần thì chủ đạo là Vinamilk tích lũy đi ngang và chúng ta sẽ chờ đợi thêm các cái tín hiệu kỹ thuật của Vinamilk ở vùng này. Uh, cổ phiếu MVG nhìn chung ở thì bây giờ nó cũng đang tích lũy thôi chứ còn cũng chưa có nhiều các cái yếu tố đột biến đâu ở quanh vùng hỗ trợ kỹ thuật ở 37.5 đến khoảng vùng 38 đây là vùng hỗ trợ kỹ thuật của MVG. Rồi, uh, nhóm ngành tiếp theo. Thì uh, chúng ta sẽ đi phân tích nhóm ngành Viettel thì các anh chị biết rồi, Viettel thì uh, chúng ta cũng đang có những cái kỳ vọng uh, về xuất khẩu chip Uh, về xuất khẩu vũ khí, về nhiều nhiều thứ và Viettel có thể được áp dụng cái cơ chế tự chủ như thằng FPT. Thì cái câu chuyện là từ một cái doanh nghiệp nhà nước mà có thêm những cái cơ chế tự chủ để nó giúp nó phát triển thì đấy là một cái hướng rất là hay, chính vậy nên lồng đã có uh, theo dõi cái quá trình tích lũy tạo nền của VGI ở quanh vùng 19.5, vùng 20.20.5 và phiên ngày hôm nay phiên kết tuần thì VGI đã có một cái khối lượng tương đối là đột biến sau một cái khối lượng tương đối đột biến ở đây thì các anh chị nhìn ngắm sang đây thì có khả năng là phiên giao dịch của ngày thứ hai thì nó cũng tiếp tục là nó sẽ có một hai tức là ngày thứ hai và ngày thứ ba thì có thể là nó sẽ tiếp tục đẩy lên khoảng vùng 22 đến vùng 2.5 và sau khi mà đẩy lên vùng đó xong thì nó lại quay lại nó chỉnh cung kỹ thuật ở đây và sẽ theo dõi cái tín hiệu chỉnh cung test nền ở đây để chúng ta uh, tiếp tục gia tăng tỷ trọng ở cổ phiếu CTR ở lực đánh của hai phiên ngày hôm nay là cực kỳ là tốt chính vậy nên là nó à, nó đã bắt đầu đi tiệm cận lại đến cái vùng kháng cự kỹ thuật ở đây là vùng 61 đến khoảng vùng 62. Thì đối với CTR lùng đã có phân tích cho các anh chị tương đối là dài và trong góc độ kỹ thuật lùng có nói đến ở vùng 55 đến vùng 56 nếu như nó không thủng thì như vậy là chúng ta tiếp tục cầm nắm. Và tuần này thì dòng tiền bắt đầu quay trở lại với tín hiệu cực kỳ là happy. Với cái cách đánh như thế này thì có thể tuần tới đây nó sẽ quay trở lại có thể nó kéo lên ở khoảng quanh vùng 64. Uh, rồi sau đó thì nó sẽ quay trở lại test cung kỹ thuật lại ở khoảng quanh vùng 60 hoặc là nếu khỏe thì nó sẽ test ở 61 62 nhưng mà sâu hơn thì gọi vùng 60 và về đến đây thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát thêm cái động thái kỹ thuật để chúng ta đánh giá thêm nếu xét ở góc độ kỹ thuật thì CTR ở trong có cái cái tính tạo lập của CTR khá là tốt và chúng ta có thể ngắm rằng nhịp sóng 1 của nó là nó đánh từ vùng 43 40 hoặc là thậm chí là vùng 35 Vùng một nó đánh từ vùng 35 đến vùng 60 và sau nó test tích lũy lại vùng 55 và nhịp chỉnh sóng 2 thì nó sẽ tiếp tục đánh và nếu như các anh chị học về cái, cái 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 cái, cái gọi là Fibonacci hay là Fibo hay là Fibel gì đấy cũng cái xả rõ lắm. Nhưng nói chung là Ờ, uh, uh, cũng chả cần biết nó là cái gì mình chỉ tìm cách sử dụng nó thôi tức là nếu mà nếu mà tính vào cái nhịp sóng 2 Ờ, trong lý thuyết sóng RS thì nó có thể đẩy về được khoảng quanh vùng 75 đến khoảng vùng 80 đó là target kỹ thuật của CTR trong nhịp sóng này. Đấy là một cái target kỹ thuật khá là hay. Ờ, nhóm ngành thứ ba chúng ta có nói đến thì các anh chị lưu ý là trong phân tích kỹ thuật cùng Lê thì cũng đã ngắm đến nhóm ngành bất động sản là dân cư. Thì trong sóng ngành, trong sóng ngành chúng đã có đề cập với các anh chị rồi. Trong cái nhịp vừa qua thì cũng có đề cập đến bốn cái sóng ngành cơ bản. Sóng ngành thứ nhất đó là sóng ngành chứng khoán sóng ngành thứ hai đó là sóng ngành banh sóng ngành 3 là sóng ngành thép và sóng ngành thứ tư là bất động sản khu dân cư thì ngoài cái câu chuyện là những cái nhóm ngành đó thì chúng ta vẫn có những nhóm ví dụ đầu tư công vật liệu đầu tư công vật liệu xây dựng vân vân thì những cái đó thì nó sẽ phụ họa thêm nhưng dòng tiền đã đổ vào bốn cái nhóm ngành đó thì hiện tại chúng ta nhìn thấy là cái sóng ngành chứng khoán là sóng ngành rõ rõ nét nhất sóng ngành banh thì tí nữa chúng ta sẽ đi phân tích à, thép chúng ta sẽ đi phân tích và bất động sản thì chúng ta sẽ đi phân tích ngay sau đây thì đối với ngành bất động sản ở trong thời điểm hiện tại cái vấn đề nóng nhất đó là trái phiếu thì hiện tại trái phiếu nó đã là tương đối tốt rồi cái câu chuyện về trái phiếu nó là tương đối tốt rồi thì đấy sẽ là một trong những cái yếu tố kỹ thuật mà sẽ giúp cho nhóm ngành bất động sản nó sẽ ổn định thêm ở trong thời gian tới và cái thứ hai nữa là các cái gói kích cầu à, về gói về đầu tư công rồi về nhà ở xã hội rồi gói về cho các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ vân 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 thì đấy là những cái chính sách tài khoá được kỳ vọng sẽ hỗ trợ tích cực cho nhóm ngành bất động sản Đối với sell ở góc vùng 19 19 2, sau đó thì vùng 20 20 20.2 20.4 khuyến nghị mua thêm rồi. Và tuần này thì sell đang tích lũy tích cực ở trên vùng 21.2 đến vùng 21.5, đóng cửa vùng 2.2 như vậy là tạm ổn. Mục tiêu ở nhịp này thì hùng sẽ hướng đến sell ở khoảng quanh vùng 23 23.5 đến khoảng vùng 24. DG hiện tại dòng tiền đánh cũng đã rất là tốt rồi và DG thì cũng đã có phân tích ở vùng 11 11.3 và chúng ta có thể Ờ, à, chúng ta sẽ tất cả những cái phân tích cùng thì nó sẽ nằm hết ở trên nhóm không chat n 02 Nhưng mà không biết là mạng đang bị lỗi hay sao Tìm không ra ờ, à, Và chúng ta sẽ hạn chế chúng ta tìm bởi vì chúng ta tìm thì sẽ rất là mất thời gian Ví dụ từ ngày 22 tháng 3 Từ ngày 10, 20 tháng đây ví dụ đất xanh Đó thì đã có những cái phân tích khá là sớm Ở biên 11, 11, 3, 11, 5 Ở ngày 22 tháng 3 đó rồi, trước đó nữa. Và sau đó thì từ từ đó đến nay thì chúng ta bắt đầu tiếp tục ở cái hành trình mà theo dõi các cái tín hiệu kỹ thuật của đất xanh ở vùng 11 11.5, 12. Thì ở trong tuần vừa qua, đất xanh sau khi nó bứt được vùng 12 thì nó đã có những cây nến test kỹ thuật ở trên vùng 12 cộng và biên tích lũy 12 12.5 à 12.2, nó là tích cực đóng cửa 12.5, 5. 5. Ở trên thiên hướng kỹ thuật thì sẽ kỳ vọng nhịp này đất xanh sẽ đánh lại ở khoảng quanh vùng 13.8 đến khoảng vùng 14. HDG cũng là một mã cổ phiếu khá là cơ bản, khá là tốt Vùng biên tích lũy kỹ thuật 29 29.5, trong tuần vừa qua thì nó tiếp tục đi ở biên 29.9, nên là những vùng mà các anh chị có thể chủ động thu gom thêm à, Ngắn hạn thì chúng ta sẽ ngắm lên cản 31.5 đến khoảng cản 32 HDC tín hiệu cũng rất là tích cực, vùng biên kỹ thuật ở đây 29.7 đến 30.3 và trong tuần vừa qua thì sau khi mà nó bứt lên được đây và nó bắt đầu lứng thượng đi ngang và cây nến kết tuần à, Như vậy là tương đối đẹp, nó về lại được cái vùng 32 Uh, kỳ vọng trăm nhịp này sẽ ngắm ở vùng 33.5 đến khoảng vùng 34 Nam Long thì quá là đẹp rồi đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi và Nam Long thì đánh như giáo án thì đối với Nam Long cũng là một trong những cái mã cổ phiếu uh, được uh, đề cập uh, khá là sớm ở uh, khi mà xuất hiện cái sóng ngành uh, sóng ngành bất động sản đó mạng nó hơi chậm các anh chị nên tìm nó hơi khó 17 tháng 3 Ờ, như có định hướng đúng không như có định hướng đây này ờ, Nhịp này Đấy có Nam Long Đấy, 17 tháng 3 thì có thể 20 tháng 2 Ngày 16 tháng 2 Đó Nam Long Chúng ta có những cái định hướng khá là sớm 17 tháng 3 20 tháng 2 à 20 tháng 3 17 tháng 3 20 tháng 3 trong uh, xu hướng về dòng tiền Nam Long. Đó, Nam Long. Uh, khá là tốt, vùng hỗ trợ 22 2, 2 5 biên xem xét ở đây. 222.5. 222.5 đây và uh, những cái điểm phân tích khá là sớm ở vùng 23 và tuần này thì Nam Long đã đạt lên được cái target kỹ thuật ở vùng 26. Và ở đây này, các anh chị nhìn thấy là có trước khi mà nó công 26 thì nó đã có bốn cây nến nó test cung kỹ thuật ở quanh vùng 24.6 đến vùng 25. Đây là một trong những cái biên test kỹ thuật cực kỳ là tốt và hình như Nam Long thì trong 3 ngày trước thì cũng đã tiếp tục có những cái phân tích khá là kỹ. Hôm qua về Nam Long. Đó, quanh 24.6 đến vùng 25, các tài khoản chủ động ăn thêm và break cản 26 thì ăn điểm cuối. Uh, ngắm target ở nhịp này 29, 29.5 đến vùng 30 đó là những cái phân tích kỹ thuật và ăn 26 hôm nay thì nó ăn break 26 như vậy thì uh, khi mà cổ phiếu mà break lên vùng 26 thì có thể ăn điểm cuối uh, đối với những anh chị em mà không được tiếp cận đến những cái phân tích của ông Lê thì trong tuần tới các anh chị có thể uh, cân thêm ở quanh vùng 26, 26.4 đây sẽ là những cái nhịp mà Nam Long sẽ trả cung và mục tiêu thì không có gì thay đổi 29, 29.5 đến khoảng vùng 30 uh, KDH KDH cũng được phân tích uh, đầu tư uh, trong cái nhịp mà sóng ngành bất động sản ở vùng 25 25.5 Ờ, uh, từ ngày nói chung là từ ngày 17 tháng 3 từ ngày 17 tháng 3 các anh chị đó là những cái thời điểm mà chúng ta bắt đầu ngắm được những cái con sóng của sóng ngành bất động sản uh, tại thời điểm này thì chúng ta thấy rằng là KDH cũng đã có phiên kết tuần uh, cực kỳ là tốt và nó có một cây nến tuần cực đẹp như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục ngắm về vùng cản 28.5 đến khoảng vùng 29 đó là vùng tiêu mục tiêu của KDH Đạt Phương cũng nhịp này cũng đang tương đối là ok và uh, sau một cái nhịp chỉnh từ vùng 35 mà nó rơi lại về vùng 27 28 ở đây thì cũng đã bắt đầu set up lại vùng 27 uh, vùng 27.5 27 và tuần này thì chúng ta có thêm vùng 27.5 đến khoảng vùng 28. Tuần tới thì khả năng nó vẫn đang có cái vùng giá này và các anh chị chủ động có thể uh, quan sát thêm. Ngoài những cái mã cổ phiếu đó thì trong nhóm ngành bất động sản ở nhịp này thì chúng ta chú ý thêm bốn mã cổ phiếu mang tính đầu cơ khá là cao đó là cổ phiếu HQC. Thì đối với HQC trong thời gian vừa qua đó là nó đã có biên 3.3 và tuần trước thì nó có biên 3.4 và tuần này thì nó đang có biên 3.5. Như vậy là những cái điểm xây của HQC ở trong những cái điểm ngắn hạn ở đây, trong những cái điểm ngắn hạn ở đây nó đang gì nó đang có những cái thiên hướng tích cực lên các anh chị và đấy là những cái cơ sở rất là quan trọng để giúp cho chúng ta có thêm những cái định lượng với HQC tuần tới thì các anh chị có thể thu gom quanh thêm ở quanh cái vùng này. À, cản 4 đang là cản cuối cùng, có thể nói là cản cuối cùng và khi HQC break được cản 4 thì khi đó chúng ta có thể à, dự phóng thêm được những cái target cao hơn ở vùng 4.8 và sau đó là có thể vùng 6 nếu có. À, căn cứ tình hình thực tế thì cũng sẽ phân tích thêm. SCR đã khuyến nghị uh, cho các anh chị một cái vùng mua uh, tương đối là hợp lý ở khoảng quanh vùng 62, 64 Mục tiêu bây giờ là công cản vùng 7.5, đây là mục tiêu đầu tiên. Và khi ông công ngại cản 7.5 thì nó phải test tích lũy lại nhịp hai uh, về khoảng quanh vùng 7 uh, thành công ở nhịp này thì khi đó chúng ta sẽ ngắm lên target 8.5 đến vùng 9 đó là vùng target mục tiêu. Em uh, LDG vẫn đang tiếp tục uh, tích lũy bền ở quanh biên kỹ thuật ở đây 4, khoảng 4.2 Các anh chị có thể chủ động uh, chúng ta thu gom dần và mục tiêu cản ở đây 4.8 đến vùng 5 DRH thì như đã có phân tích cho các anh chị ở đây chúng ta có mức biên cộng trừ khoảng tầm 15% Tức là ở vùng hỗ trợ kỹ thuật 4.5, 4.7 là hỗ trợ và vùng kháng cự ngắn ở đây là vùng 5.3 Ờ, tuần này thì nó đánh lên được khoảng vùng 5.29, tức là suy sát hay ta, cái kỹ thuật ở đây thì nó bắt đầu nó chỉnh cung, uh, quay trở lại nó chỉnh cung. Đấy, như vậy là uh, các anh chị em mà chúng ta tận dụng được uh, cái điểm vào hợp lý và cái điểm ra hợp lý như vậy thì chúng ta cũng có một cái nhịp uh, trading ngắn ở đây trong một cái uh, biên khá là hẹp. Nó, tất nhiên nói về hẹp thì cũng chẳng phải là hẹp, các anh chị khoảng 10-15% trong khoảng 1-2 tuần. Như vậy là một cái biên uh, cực kỳ là happy đối với cổ phiếu DRH và các anh chị đánh lướt thì đánh cổ phiếu này rất là hay. OK, uh, nhóm ngành thứ ba, uh, nhóm ngành tiếp theo thì chúng ta phân tích đó là nhóm ngành thép. Thì thép cũng là một trong những cái nhóm ngành mà AI có phân tích uh, sóng ngành ở trong nhịp này. Uh, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại thì thép đang gặp một cái kháng cự tương đối là mạnh. Và với kháng cự này thì nó sẽ cần thời gian và ngày hôm qua thì cũng đã có những cái phân tích uh, chi tiết định hướng cho các anh chị ở đây. Ví dụ uh, HPG. Thì trong cái nhóm thép mà chúng ta có nói đến đó là hòa phát với nam kim là chúng ta sẽ kỳ vọng là ngắm cản tức là uh, sẽ quan sát những cái động thái mà cổ phiếu ở uh, công cản còn hoa sen uh, ngày hôm qua thì nó đã có một cái điểm break nhưng điểm break nó chưa thành công uh, và chúng ta uh, có cái điểm mua thêm thì cái điểm mua thêm này chúng ta sẽ cần lưu ý ở những cái điều sau thì bây giờ mình sẽ đi phân tích chi tiết cho anh chị đối với hòa phát này. Hòa Phát thì bây giờ chúng ta sẽ tập trung để chúng ta xem ở cái động thái công cản ở vùng 21.5 đến vùng 22 đồng thời nó sẽ có hỗ trợ vùng 20.4 tuần trước thì có 20.4 này và vùng 19.8 đến khoảng vùng 20 tạm thời đây đang là những cái hỗ trợ khá là tích cực của Hòa Phát thì trong ngắn hạn nếu như mà cổ phiếu mà đi được từ trong biên này đến cái biên 21.21.5 thì như vậy là tạm thời là chúng ta đánh lướt ngắn tức là về đến hỗ trợ thì các anh chị mua và về đến kháng cự thì chúng ta bán tạm thời như vậy đối với Nam Kim Uh, Nam Kim cũng như vậy. ở uh, Hùng có nói đến cái câu chuyện là chúng ta tạm thời chúng ta quan sát cái khả năng công kháng cự và các anh chị nhìn thấy đấy ạ, kháng cự của nó đây 16.5. Phiên ngày hôm qua nó công kháng cự không thành và phiên ngày hôm nay thì nó hình thành một cái cây cây nến này cũng tạm được gọi là cây doji đi. Uh, nó khá là cân, tức là nó đóng ở giữa cái thân nến này khá là cân. Và lực uh, lực cầu, lực bán ở đây thì nó đang tương đối là mạnh của Nam Kim. Một phần thì như nó bị cắt mặc zin hay có thông tin gì đó. Nona nó nó phải có thông tin gì đó vùng không quan tâm và vùng chỉ quan tâm đến cái tín hiệu kỹ thuật của nó thôi và với tín hiệu kỹ thuật này thì ở tuần tới thì khả năng là nam Game sẽ tiếp tục quay trở lại để kiểm tra lại cái biên kỹ thuật ở 14 đến à 14 5 đến khoảng vùng 15 nó sẽ kiểm tra lại biên này và căn cứ cái tín hiệu cầu cung cầu thì sẽ tiếp tục đánh giá Hoa sen hôm qua là nó có cái điểm break cản 16.5 năm. À, tuy nhiên điểm break này không thành và phiên ngày hôm nay thì nó tiếp tục test khá là sâu Và nó test về đến tận vùng 15.6 Đây 15.6 chính là cái điểm hỗ trợ mút của tuần trước Thì bây giờ tuần này nó test lại và nó rút chân lên Lực rút chân này thì nhìn về mặt uh, kỹ thuật là nó tương đối là tích cực anh chị Nhìn kỹ thuật là tương đối tích cực Tuy nhiên uh, khả năng thì tuần tới nó vẫn sẽ còn có những cái điểm quay trở lại Đó, Nó sẽ còn có những điểm quay trở lại quanh vùng 15.8 Ít nhất là vùng 15.8 ở đây nó sẽ quay trở lại hoặc nếu mà điểm sâu hơn thì nó sẽ test lại vùng 15.6 và nó có thể đi sideways ở trong biên hẹp để nó chờ thêm cái tín hiệu dòng tiền hoặc là chờ thêm xu hướng mới thì uh, chúng ta tạm thời thì chúng ta sẽ ngắm cản 16.5 và biên hỗ trợ kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 15.3 tức là nó có thể đi từ biên trên và chạm biên dưới ở đây anh chị lưu ý trước đây nó là vùng cản kỹ thuật thì bây giờ nó sẽ trở thành ở uh, đây nó sẽ trở thành cái vùng hỗ trợ uh, rất là đắc lực cho cổ phiếu Hoa Sen VGS thì không có gì thay đổi cả. 11.5 đến vùng 12 đã phân tích rồi và biên 13.5 đến biên 14 đó là những cái vùng mà chúng ta uh, lưu tâm. Bây giờ chúng ta sẽ đi uh, phân tích sang nhóm vật liệu đầu tư công có 3 bốn mã cổ phiếu uh, đã giới thiệu và phân tích cho các anh chị trong khoảng thời gian vừa qua và nó cũng đã thu được những cái target gọi là target như mơ, anh chị như mơ trong một cái giai đoạn thị trường cực kỳ khó khăn. Thì đối với KSB trong tuần này thì chính thức nó đạt được target vùng 28 trên 28 nhưng nó chưa thể break được và đây là một cây nến gì ạ, Tạo lập chốt. Và tiếp theo đây một cây nến chốt tiếp theo và có thể phiên ngày thứ hai nó sẽ tiếp tục bị chốt. Như vậy thì đối với KSB tuần tới thì chúng ta sẽ ngắm lại ở khoảng quanh vùng 26. trong trường hợp nếu như mà nó thủng vùng 26 thì chúng ta lại phải gì ạ, Sẽ ngắm lại về cái vùng hỗ trợ đây các anh chị này. Tức là chính là vùng hỗ trợ trong bản tin tuần video số 160. Uh, 6667 đó khoảng tầm vùng 67 đó này tức là khoảng quanh vùng 24.5 đến khoảng vùng 25 ở giai đoạn hiện tại thì đang nhìn thấy là nhóm ngành đầu tư công vật liệu đầu tư công đang bị chốt chính vậy nên là các anh chị lưu ý cổ phiếu thứ hai cổ phiếu PLC cũng như vậy nó đã đạt được target mắc đỉnh cao ở vùng 35 đến vùng 36 và đạt được cái điểm số cao nhất đó là ở vùng 35.6 và nó bắt đầu chỉnh cung đây là những cây nến mà tạo lập chốt, họ gặp kháng cự họ chốt thì nó có thể nó sẽ bị chốt khoảng 3 cây, 3 đến 4 cây và đây là cây đó, hai cây rồi. Thì như vậy là có thể đến phiên ngày thứ giao dịch ngày thứ hai và ngày thứ ba là thêm hai cây nến chốt nữa thì uh, như vậy là uh, PLC lại rơi lại về vùng 32, 32.5 và điểm sâu hơn ở đây là vùng 31 Tức là rơi lại về vùng hỗ trợ tuần ở bản tin video số 166, 167 ở đây Đúng không các anh chị? Và nó sẽ test lại cung cầu ở đây Như vậy là Uh, đạt được mark target này thì các anh chị chốt này và về đến một hỗ trợ ở đây thì có thể thủ gom thêm đánh ngắn ở trong những cái nhịp ngắn như vậy. Uh, BCC trong tuần cũng khá là tốt đấy, đánh về vùng 12.5, đấy đạt cản 12.5 và nó cũng bị chốt, nói chung là đầu tư công bị chốt. Thì uh, tuần tới lại ngắm lại vùng 11.5, điểm sâu hơn thì có thể ở đây. Đó là đây này, cái mút nến này là là 11. 11.1, 11.2 11 nói chung là đấy nôm na là gì nôm na là trên trên kia thì kháng cự thì dưới dưới này là hỗ trợ thì về đây là chém uh, ht1 tuần này cũng đã công cản 15 8 nhưng nó công không thành và đây cũng là hai cây nến uh, thể hiện cái sự thất bại của đội long như vậy là nó sẽ ngắm lại vùng hỗ trợ kỹ thuật 15 và thậm chí là tuần tới thì nó có thể trả cung lại đây biên này biên 14.5 14.7 rồi uh, đâu đó đội long nó lại vào rồi nó lại hồi lên đó thì các anh chị có thể tận dụng là gì mình đang có hàng về hỗ trợ này thì mua à, lên lên đến kháng cự 16, à, 15, 8 đến 16 thì bán ví dụ như thế đấy là một cách để chúng ta tận dụng tối ưu à, các cái nhịp long lên và sọt xuống của cổ phiếu các anh chị nhóm anh đầu tư công VCG cũng bị chốt trong tuần vừa qua nó lên được đến vùng 21.5 cộng và đây là những cây nến mà gì ạ, VCG có cái dấu hiệu bị suy yếu. Tuần tới thì khả năng lại ngắm lại vùng hỗ trợ 20. Ờ sâu hơn thì đây, sâu hơn thì 19.4 đến khoảng vùng 19.5 gì đó. Nói chung là tùy thiên hướng. Và hiện tại thì nó đang xu hướng là xu hướng chỉnh cung. Ờ, FCN vượt lên được vùng 12 và đây cũng đang là những cái cây nến gì ạ? những cái cây nến nó thể hiện là đội cái cái lực cầu long nó kém. Tuần tới thì có thể vùng 11.35 Chúng ta sẽ lưu tâm thêm cái hỗ trợ dưới này 11.35 đến khoảng vùng 11.5 Đây là biên có thể biên tích lũy hỗ trợ của FCN trong tuần tới Và kỳ vọng thì vẫn lại kéo lại vùng 12 cộng thôi Và cái mắc target ở đây thì chúng ta đang ngắm đến khoảng quanh vùng 12.5 Đây là cái vùng kháng cự tâm lý cũng tương đối mạnh của FCN C4G cũng chưa đạt, nhìn chung là chưa đạt. Tuần tới thì tuần vừa qua thì nó chỉ mới kéo lên được trên 11 một tí thôi. Nó lại uh, có suy yếu và dòng tiền thì đang khá là thấp, vùng 10.6 khả năng tuần tới sẽ quay quay trở lại test cung. G36 cũng chưa đạt, chưa đạt được nhiều cái bước tiến, uh, vẫn đang uh, tích lũy ở vùng 6.3 đến vùng 6.5. Như vậy đầu tư công ở trong tuần vừa qua thì không có nhiều các cái Yếu tố đột biến và khởi sắc. À, tiếp theo thì chúng ta sẽ đi phân tích nhóm ngành dầu khí. Thì đối với nhóm ngành dầu khí hiện tại thì như các anh chị em cũng nắm được rồi. À, VKT đã rơi tương đối là mạnh và nó đã có cái sự phục hồi khá là tốt từ vùng 66. À, từ vùng 65.5 đến khoảng quanh vùng 66 và trong tuần này thì nó bắt đầu phục hồi lên khoảng quanh vùng 72.5 đến khoảng vùng 74 nhìn cái tín hiệu đi của VKT như thế này là tương đối là tốt có thể là có một nhịp uh, test lại ở quanh vùng 72 71.2 đến khoảng vùng 72. Đó nó có thể test nhẹ lại ở đây và như vậy là mục tiêu khả năng là như vậy là lại ngắm lại vùng 78 đến khoảng vùng 80. Và đây sẽ là một trong những cái tín hiệu kỹ thuật mà nó sẽ uh, hỗ trợ khá là tốt và khá tích cực cho nhóm P ở trong các tuần giao dịch tiếp theo. Và về mặt lý thuyết thì P nó cũng đã đạt được những cái uh, target kỹ thuật rất là cao Và gần như là đạt target kỹ thuật tuyệt đối Trong phân tích kỹ thuật của cá nhân Hùng Lê Chính vậy nên là nó chỉnh cung Theo VFDI và nó chỉnh cung Nó cũng sẽ là khá là bình thường thôi Ví dụ PLX chúng ta phân tích target kỹ thuật 40 Thì gần như nó đạt 40 trên 40 Và sau đó thì nó có một cái nhịp chỉnh cung kỹ thuật ở đây Ở trong tuần vừa qua Thì Hùng đã có nói đến cái câu chuyện là Nếu như nó chỉnh cung lại quanh vùng 35.5 không thủng Thì cái cơ hội để nó đi lên vùng 38 là cao Và các anh chị nhìn thấy đây ạ Ba cái nến test siết uh, sát ở vùng 35.5 và sau đó lực cầu kéo và mút nến ngày hôm nay thì chắc chắn đạt 38. Cao nhất là đạt 38 các anh chị cứ xem lại đi. Như vậy thì uh, những cái phân tích uh, dự báo ở uh, trong tương lai nó rất là khó các anh chị, nó không không dễ đâu. Đó và chúng ta dựa dựa chúng ta lựa lựa và chúng ta ngắm ngắm uh, làm sao đó để cho nó uh, sát nhất để cho nó tối ưu nhất và chúng ta dự báo được một cái thiên hướng kỹ thuật của cổ phiếu như vậy á thì các cái 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 tín hiệu kỹ thuật đi lệnh của chúng ta chúng ta sẽ cảm giác là nó sẽ rất là tự tin. Thì đối với nhóm P phục hồi thì khả năng là PLX nó sẽ tăng thôi và tuần tới nó có cùng lắm thì nó sẽ trả lại ở khoảng quanh vùng 37 37.2. Ở à đây sẽ là những cái điểm mà các anh chị có thể có hàng ở dưới này rồi thì chúng ta sẽ gom thêm một ít ở đây để chúng ta ngắm lên vùng target 39 39.5 đến khoảng vùng 40. Và tuần tới nếu như mà nó kéo lên được đến vùng này thì các anh chị chốt ác liệt ông lên. Đủ rồi, thế thôi, ta làm một nhịp ngắn ngắn. Ok, cổ phiếu PPS trong thời điểm hiện tại, đây, chạm cản đây, cản 26 và các anh chị nhìn thấy là có bốn cây nến nó công 26 chưa thành, như vậy tuần tới có thể nó sẽ test về quanh vùng 23. 23 25. À xin lỗi cả nhà, 25. năm uh, test quanh vùng 25 đến khoảng biên 26 và chúng ta chờ đợi cơ hội bứt thoát của PPS. Đó, nhịp này nhịp này nếu như thuận thuận có nghĩa là gì với Kft tuần tới tiếp tục phục hồi như vậy chúng ta sẽ ngắm lên vùng target 27 đến khoảng vùng 28 và trong các cái phân tích kỹ thuật các anh chị có thể xem lại đó là vùng 27.5 đến vùng 28 chính là target kỹ thuật của PVS mùng đã xây ở trong nhịp này và nó đạt mắc kỹ thuật luôn đó Ờ, PVD và cũng hoàn toàn tương tự như vậy đối với PVD thì vùng 22.7 đến vùng 23.3 các anh chị có thể xem lại những cái phân tích kỹ thuật cùng lệ ở đây ở đây và sau đó nó chỉnh cung chỉnh cung thì cũng đang ngắm lại vùng 19.8 đến vùng 20.3 và hai tuần nay thì các anh chị nhìn thấy hai cái hai cái yếm đấy ạ. đó. cân phết nhé đó mà cái yếm này nó hơi tọt này cái yếm này nó cao hơn tức là gì tức là nó cũng đang có cái sự dịch chuyển về phân kỳ tăng đó, nó dịch chuyển về phân kỳ tăng đây đó vậy thì một cái sự dịch chuyển về phân kỳ tăng như thế này là tín hiệu gì ạ cổ phiếu đang tích cực lên đang ấm lên đang ok hơn đúng không và đấy sẽ là những cái thời điểm mà chúng ta gì thu gom thêm như vậy là chúng ta hoàn toàn có thêm cái điểm mua ở trong tuần này đó là quanh vùng 20 đúng không ạ thay vì việc mà chúng ta đâm đầu lên các anh chị có những ông nào mà không xem clip ông mua 20 trong 75 Vậy thì ông cứ nghe ông Hùng đi Đặt lệnh ở quanh vùng 19 Đây phiên ngày thứ hai có luôn giá sâu Phiên này hôm nay có luôn giá sâu bao nhiêu 19.85 Đấy 19.8 đến vùng 20.3 Quá đẹp luôn các anh chị Quá đẹp luôn Đó thì chúng ta đặt ở những cái vùng giá kỹ thuật này Khả năng với uh, PVD thì tuần tới nó cũng sẽ có Quanh vùng 19.8 đến khoảng quanh vùng 20 20.1 ở đây Các anh chị cũng quan thêm và mục tiêu trong nhịp này thì BD ngắm ở vùng 21.4 đến khoảng vùng 21.5 BSR cũng như vậy BSR các anh chị gom đi thu đi mua đi cái đoạn cần mua thì không mua cái đoạn mà bắt đầu nó hào hứng lên thì úi dù ui 14 8 15 và nó đã kéo nhịp một lên thì hôm phía nay nó có điểm test cung về đây là đẹp này 15.4 15.3 và điểm này không biết là 15.2 hay 15 mấy 15.2 15.2 đến 15.4 15.2 đến 15.4 đó sẽ là vùng mà các anh chị tuần tới à, có thể chủ động để đặt thu gom thêm đối với BSR OI vẫn đỉnh à, vẫn ngon đúng không ạ vùng 8.6 ít nhất là nếu mà các anh chị đặt 8.6 kiểu gì là khớp Đấy phiên ngày thứ hai khớp luôn phiên ngày thứ hai thậm chí còn có vùng 8.5 8.5 8.6 Đó liên tục có giá 8.6 Đóng cửa 8.7 ít nhất không bị lỗ à, Được chưa và nó đi ngang ngửa quanh vùng này mục tiêu thì đây thôi ngắm sơ sơ ở vùng 92 93 94 à, lên đến đây thì chốt tạm đi đó à, 93 93 chốt tạm đi các anh ăn nhịp ngắn ngắn vậy thôi ở à, POV kép thì nó là thuộc nhóm điện nhưng mà ông phân tích luôn ở đây cho nó tiện POV kép thì vẫn đang khá là đẹp với mục tiêu của chúng ta trong nhịp này POV kép test tích lũy rất đẹp ở trong hai tuần vừa qua vùng 128 tuần này thì nó test tích lũy ở vùng 13 mục tiêu ở đây thì cũng không có gì thay đổi cả tiếp tục công cản 13.5 13.7 và vượt lên vùng 14 và khi nó break được cái cản 14 thì khi đó thì uh, nó sẽ có nhiều câu chuyện để chúng ta nói về uh, chúng ta sẽ nói về dầu khí uh, rồi uh, nhóm ngành tiếp theo mình sẽ đi phân tích cho anh chị đó là nhóm ngành việt công banh à, xin lỗi nhà nhóm ngành banh thì đối với banh là sóng banh cũng đã được phân tích và được nhận diện ở trong nhịp này À, tuy nhiên với sóng banh thì chúng ta lưu ý lại là với những cái phân tích kỹ thuật cùng lê sóng banh thì nó chia thành hai phần. Với những mã cổ phiếu đã chạy từ ngày 13 tháng 10 năm 2022 đến thời điểm hiện tại thì nó sẽ à, bắt đầu có cái sự phân hóa đi ngang và nó sẽ đi ngang để nó chờ cho những cái mã cổ phiếu chưa tăng ở cái nhịp cũ để nó tăng lên ở nhịp này. À, nhóm thứ hai đó là nhóm chưa tăng ở nhịp 13 tháng 2. Uh, uh, 13 tháng 10 nhầm mùng 10 13 tháng 10 uh, năm 22 thì bây giờ nhịp này nó sẽ bắt đầu nó tăng và bằng chứng là các anh chị nhìn thấy rồi uh, Techcombank rồi uh, Vbank rồi mbb đó rồi TPBank một số các cái mã đấy là nó tăng khá là tốt thì bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích uh, nhóm ngành banh, nhóm ngành rất là chủ đạo cho chúng ta thì đối với Vietcombank là thuộc nhóm thứ nhất nó à, tăng tốt rồi thì bây giờ nó bắt đầu nó đi sideways tuần này thì nó bắt đầu nó lấy lại được vùng 92 nhỉ sau đó thì nói chung là nó vẫn nhìn nhàng ở vùng 90 đến khoảng vùng 95 thôi tuần tới thì nó sẽ dự báo thì nó sẽ tiếp tục đi ở biên này và khi việc con banh nó đi như này thì nó vẫn giữ nhịp cho các con banh khác đấy nó không bị phá vỡ cái chen kỹ thuật của nó à, cổ phiếu thứ hai nó cũng đã tăng tốt ở trong cái thời gian vừa qua sóng tăng từ ngày 13 tháng 10 đây anh chị sóng tăng ở từ ngày 13 tháng 10 Uh, thì uh, BIDV hiện tại là target 48 trên 48. Như vậy là mark target và sau cái target đó thì BIDV bắt đầu cũng hình thành một cái xu hướng sideways. Tuần vừa qua vùng 45.3 đến 45.8 là vùng hỗ trợ kỹ thuật thì cũng đã có. Tuần trước đã phân tích cái điểm này rồi. Tuần này thì tiếp tục, đấy phiên ngày thứ hai nó tiếp tục test lại và phiên ngày hôm nay thì nó đạt lên target 47 nó bị tụt lại. Thì uh, như vậy thôi, khả năng thì nó vẫn tiếp tục uh, có một cái biên sideways uh, và nếu tuần tới mà yêu yêu khỏe khỏe thì lại đánh lên vùng 48 và chúng ta sẽ chờ đợi thêm ở uh, những cái tín hiệu kỹ thuật ở đây. Đó. CTG cũng thuộc nhóm thứ nhất đã tăng và hiện tại thì đây như Hùng đã có phân tích các anh chị đây, CTG thì nó đạt max target ở 30 30.5 và bắt đầu nó gì hình thành một cái vòng sideways. Uh, tuần vừa qua đó thì chúng ta có nói đến vùng 28.5 đấy các anh chị nhìn phiên ngày thứ hai đúng không ạ? Nó test lại vùng 28.5. Uh, rồi nó bật lên, nó bật lên thì đây, nó bật lên cái vùng kháng cự đâu đó khoảng vùng 29 29.3 đây rồi nó lại chỉnh cung, nói chung là khả năng là nó sẽ đi đi ở trong cái biên này và nó đi đi cho đến khi nào mà nó kết thúc cái hành trình của nó thì cũng sẽ à, chúng ta có những cái tín hiệu kỹ thuật và căn cứ những cái tín hiệu kỹ thuật đó thì chúng ta sẽ phân tích thêm nó à, bứt cản trên hay là là thùng cản dưới thì cái đó là à, ta sẽ tiếp tục để chúng ta phân tích ở cổ phiếu STB cũng là một cái mã cổ phiếu đã được tăng à, khá là mạnh ở trong thời gian vừa qua tức là sóng từ ngày 13 tháng 10 và đến thời điểm hiện tại thì nó cũng đạt target 27 và nó cũng bắt đầu nó đi sideways đồng thời cái điểm sideways đó thì chúng ta cũng có phân tích cái vùng hỗ trợ kỹ thuật quanh vùng 24 đó, và có thêm lại những cái vùng kháng cự ngắn là vùng 26 này một điểm hai điểm này tuần này thì nó lại bươn lên vùng 26 2 khả năng tuần tới nó sẽ test nhẹ một tí và uh, như vậy là nó lại tiếp tục uh, công về cản 27 đến khoảng vùng 272 và chúng ta sẽ đánh giá thêm cái tín hiệu kỹ thuật ở đây Uh, Liên Việt Postbank cũng đã uh, là một cái mã cổ phiếu nó tăng từ ngày 13 tháng 10 và nó cũng thuộc top 1 và sau một cái giai đoạn nó đi sideways đó thì ông đã có phân tích cho anh chị là biên 13 năm 13 7 là hỗ trợ trên và biên kháng cự trên là biên 15 và trong tuần trước thì nó bắt đầu nó có một cây nến đẩy lên ở uh, à, đẩy lên và sau đó ông uh, có phân tích tiếp vùng hỗ trợ kỹ thuật 15 2 các anh chị nhìn thấy đó, cả tuần nó test đấy phiên ngày hôm nay nó dính về 15 2 và sau đó nó đẩy lên 15 4 thì khả năng uh, tuần tới uh, nó sẽ phụ thuộc vào thị trường chung nhưng mà nhìn chung là nó đang khá là tốt rồi về thiên thời địa lợi nhìn có vẻ nhân hòa nữa thôi uh, thì nó sẽ test lại một hai điểm ở đây và khả năng là nhịp này thì liên việt của banh sẽ đẩy đẩy mở sóng uh, tăng tiếp theo đó uh, rồi và những cổ phiếu banh chưa tăng ở trong nhịp trước bao gồm mà uh, chúng ta có phân tích khuyến nghị đầu tư một số các mã cổ phiếu như sau đối với vi banh thì vi các anh chị xem lại những bản điên tuần cùng nhá Từ thời điểm 16.5, 16, 16 17 đấy nhá Đây là vùng mua này, đưa target 1, 19 này Target 2, 20.3 này Target 3 lên vùng 21.3, 21.5 Và trong tuần này thì nó đạt lên đến vùng 21.5 Và đặc biệt hơn nữa là nó có một cái vùng biên tích lũy 20.5, 20.7 Tích lũy như vậy là tương đối thành công Nhìn góc độ kỹ thuật thì hôm nay hơi tiếc một tí Hôm nay nó đóng ở 21.3 thì đẹp Nhưng nó bị tụt mất một tí thì cũng không sao và về về thiên hướng về dự báo thì khả năng là với việc tích lũy thành công ở vùng này thì như vậy là VP Bank sẽ tiếp tục công cản 22 và sau khi mà đặt lên đến vùng 22 rồi thì khi đó thì chúng ta sẽ dự báo cái khả năng là em này sẽ mở trang kỹ thuật lên khoảng vùng 23.5 đến khoảng vùng 24 Uh, tiếp theo là MBB lực cầu cũng đang có cái sự cải thiện cực kỳ tốt ở trong cái nhịp đánh này đã có những phiên lên đến khoảng tầm 15 16 triệu cổ phiếu trên một phiên và với MBB thì cũng có phân tích vùng hỗ trợ kỹ thuật 17.2 uh, cho các anh chị thu gom 17.2 17.5 như vậy chúng ta mua ở dưới này là cực kỳ ngon lành rồi nhịp 1 thì MBB đã đẩy lên vùng 18.5 và nó đang có ba cây nến test tích lũy quay trở lại ở đây như vậy thì tuần tới khả năng là vùng 18 đến vùng 18.2 Đây là vùng các anh chị có thể thu gom thêm Mục tiêu ở nhịp 1 thì nó sẽ đánh lên khoảng quanh vùng 19 Rồi nó chỉnh cung và căn cứ cái nhịp chỉnh cung ở đây Thì cũng sẽ tiếp tục phân tích cái tín hiệu kỹ thuật của MBB Techcombank cũng đang hút được dòng tiền khá là tốt Và như Hùng có nói với các anh chị rồi Techcombank thì chúng ta đã phân tích vùng mua 1 ở vùng 26, 26.4 Và vùng mua 2 ở vùng 25.7 đến vùng 26 thì trong phiên giao dịch của ngày thứ hai các anh chị yên tâm là chúng ta có thêm điểm mua ở 26.35. 26.35 trên vùng 26.4 ở đây và 26.5 như vậy là gì? Như vậy là cũng rất là happy rồi đúng không anh chị? Đó. Tất nhiên những cái phân tích của mình nó không thể là tuyệt đối nhưng ít nhất chúng ta đã lựa được 26.4 đến khoảng vùng 26.5. Ít nhất là chúng ta đã lựa được những cái vùng vùng hỗ trợ kỹ thuật cực kỳ đẹp cực kỳ đẹp nói chung là như vậy không thể bắt được trúng đáy nhưng mà nếu như chúng ta bắt ở cái vùng này thì cũng gọi là vùng gần gần đáy đó các anh chị em gần gần đáy nhịp một nó đã đẩy lên hoàn thành target 28 trên 28 và nó đang có điểm test tích lũy ở 27.6 27.8 nhìn khá là đẹp phiên ngày hôm nay thì lấp hết lại cái nến giảm ngày hôm qua lực cầu 7,2 triệu cổ phiếu cực đẹp luôn như vậy Techcombank cũng đang có một cái dòng tiền lớn nó đổ vào đây và đấy sẽ là những cái tín hiệu kỹ thuật để giúp cho ở tết nhịp này có thể đánh tươm hơn tơi bời hơn ở cái nhịp này và mục tiêu thì chúng ta sẽ ngắm lại ở đây là ngắm lại vùng cản 29 29 29 năm năm ở đây đối với Techcom. À, tiếp theo đó là TP banh cũng là một cái mã cổ phiếu mà nó sao chia nó chia rồi và định hướng của TP này thì cũng tương đối là hay mục tiêu ở đây là chúng ta sẽ tiếp tục công cản 22.5 đến khoảng vùng 23 sao chia cổ VIB uh, cũng khá là ok ở trong nhịp sóng tích lũy của nó uh, đã có đề cập rồi vùng 20.5 20.8 là vùng mua. Tuần này thì nó bắt đầu đẩy lên được vùng kháng cự 21.5 và đang có những cái điểm test tích lũy mà theo quan điểm của Hùng là vùng 21.2 tương nữa đẹp, có thể tuần tới các anh chị có thể kê lại quanh 21.2 ra thu gom thêm. Mục tiêu nhịp này thì sẽ công lại vùng 20, 23, 22 3 22.5 tức là nó sẽ đi về cái vùng vùng cản kỹ thuật ở đây và sau đó thì cũng sẽ Uh, căn cứ tín hiệu đây để chúng ta sẽ phân tích thêm cái tín hiệu ở nhịp này. Cổ phiếu SHB cũng là một cái mã cổ phiếu khá là hay và nó đã chưa tăng ở cái nhịp sóng vừa qua. Như vậy nhịp sóng này thì cũng dự báo là nó sẽ bắt đầu nó có những cái tín hiệu kỹ thuật để nó đánh. Uh, sau cái vùng biên tích lũy 98 đến vùng 10 nó đẩy lên được vùng 10.6 và tuần vừa qua thì nó đã có điểm tích lũy 13 14 thở lên và có thể là ở đây tuần tới sẽ có ở điểm 16. Thì căn cứ ở những cái điểm này thì các anh chị có thể gom thêm ở quanh 15 16 và mục tiêu thì chúng ta sẽ ngắm lên khoảng quanh vùng 11.2 11.4, đây là vùng cản kỹ thuật đầu tiên thì chúng ta sẽ lưu ý để chúng ta phân tích. Rồi, như vậy là chúng ta vừa đi qua sóng ngành banh và tiếp theo là chúng ta sẽ nói đến sóng ngành chứng khoán thì không phải bây giờ mới nói, không phải bây giờ mới nói đến sóng ngành chứng khoán đúng các anh chị, và các anh chị có thể xem lại những bản tin tuần cũ thì cũng đã có những cái phân tích kỹ thuật khi mà nhóm ngành chứng khoán của chúng ta có những cái tín hiệu dòng tiền tương đối là tốt, đúng không ạ? Và đến thời điểm hiện tại thì các anh chị thấy rồi, dòng tiền đổ vào nhóm ngành chứng khoán nó là rất là khủng hoảng luôn, rất là mạnh luôn. Thì đối với VCI, <laughs> cập nhật lại tín hiệu kỹ thuật của VCI như vậy, tuần này thì VCI đã chính thức hoàn thành được cái vùng cản 31.5 đến khoảng vùng 32. Đó à, và nó đang test tích lũy trở lại thì theo quan điểm của Hùng là những cái điểm test tích lũy này khá là đẹp và phiên ngày hôm nay thì nhái nó đẩy lại được ở trên vùng 32 cộng như vậy là đẹp rồi. Tuần tới thì khả năng như vậy thì nó có thể nó có cái sự rung lắc lại ở quanh vùng 31 đến khoảng vùng 31.5. Đây sẽ là những cái điểm rung lắc kỹ thuật của cổ phiếu này. Mục tiêu khả năng ngắm ngắm sơ sơ thì khả năng nhịp này là nhìn về 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 sóng ngành chứng khoán thì vẫn đang rất là khỏe nên khả năng là nó sẽ kéo lên khoảng vùng 34 đến khoảng vùng 35 đối với VCI. Cổ phiếu HCM, đây HCM thì khi Mùng có phân tích, không có nói đến cái câu chuyện là HCM sẽ đánh lên vùng 25 Và vùng 25 mà nó tích lũy ổn định rồi á, thì khi đó chúng ta mới ngắm được lên cái vùng cản tiếp theo nữa, vùng cản 26 Và phiên ngày hôm nay cũng là một phiên mà HCM đánh cũng rất là tương bừng nó có một cái điểm test trả lại cung ở đây ở Quanh vùng 24 24.4 và kết phiên thì nó đóng cửa nó lấp hết lại cái thân nến giảm ngày hôm qua như vậy là cực kỳ tuyệt vời Với cái cách đi này thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng là HCM sẽ đánh về vùng tháng 25 Đó là đương nhiên còn có bách Cái cản 25 Nếu bách cái cản 25 thì nó sẽ chúng ta sẽ ngắm lên ở vùng 28 nhưng mà sẽ chờ đợi thêm cái tín hiệu kỹ thuật trong phiên giao dịch của ngày thứ hai đã Thì chúng ta mới đánh giá được SSD cầu cũng rất là khủng hoảng luôn Thì như vậy là SSD tuần này thì nó cũng đã hoàn thành vùng 21 Và phiên ngày hôm nay thì nó cũng đang tạm thời lấp lại cái cây nến giảm ngày hôm qua Tức là nó tiếp tục nó cái vùng cản kỹ thuật tiếp theo ở vùng 21.8 đến vùng 22 Tạm thời thì cũng chỉ đặt đến đấy thôi Và cái câu chuyện là khi nào mà nó bách được cái vùng 21.8 đến vùng 22 rồi Thì cái đó chúng ta mới tiếp tục chúng ta xây dựng thêm những người ta cái tác kỹ thuật cao hơn Thì uh, tuần tới Tuần tới sẽ là một cái tuần À, khá là bản lề đối với nhóm ngành chứng khoán và khả năng là ông nghĩ là trước khi mà nó nó kéo ấy nó phải có một cái phiên rũ đây nó kiểu như thế này tức là nó đạp sàn đấy các anh chị lưu ý đấy nên là chúng ta phải rất thận trọng ví dụ như vậy để mà đi tiếp nó sẽ chơi một phiên nó rũ sạch sạch sẽ luôn và sau đó thì nó kéo sốc luôn có thể như vậy để nó cho nhà đầu tư là không không thể có thể kịp trở tay để nhà đầu tư có thể quay trở lại để mua bán xong rồi thì làm sao mà quay lại mua luôn được khi mà cổ phiếu đang ví dụ nó đạp cận tràn xong rồi nó kéo lên xanh lại trở lại thì không ai dám mua cả bởi vì đấy là những cái chiêu trò của uh, những cái đội tạo lập trên thị trường những cái, cái tài khoản lớn những cái đội chơi lớn thì nó sẽ làm như vậy ở vnd nhìn chung thì vẫn ổn thôi không có vấn đề gì cả vnd thì đang test tích lũy này đó, tuần này thì nó hoàn thành cái vùng kỹ thuật 15.5 và nó đã quay trở lại vùng 15-15.2 Các anh chị có hỏi là sao VND mãi chưa chạy thì nó cứ phải từ từ thôi đâu có phải gì phải vội đâu, đây nhịp này nó cũng chạy tí tã đây đó thì là như vậy là ổn định ở vùng này thì chúng ta lại ngắm 16.5, 16.8, 17 đó, lên với vùng này thì khả năng là chốt được này vùng này thì chốt mạnh SSS ở đây tuần này bắt đầu công cản 9.3 hai phiên công cản 9.3 đồng thời thì nó cũng có hỗ trợ kỹ thuật 8.8 đến vùng 8.9 các anh chị có thể thu gom thêm 9.3 sau đó thì nhịp này ổn ổn đấy có thể hướng lên vùng cản 10 nói chung là được khả năng là được sóng ngày chứng khoán mà chứng khoán nó đang đánh tốt MBS thì mới bổ sung thêm cho các anh chị đó à, đây MBS có luôn MBS MBS mới phân tích hôm cách đây 3 ngày 3 ngày nhóm chứng khoán 4 ngày đấy 4 ngày à, ngoài những cái con cổ phiếu rất là đẹp rồi thì MBS nhịp này đang khá đẹp anh ký anh chị em ngâm cứu thêm ở biên 143 14.5 và theo dự báo dòng tiền thì tiền sẽ tiếp tục đánh lại nhóm ngành chứng khoán nhóm bán banh, banh chưa chạy giận bất động sản dân cư tiếp tục theo dõi thì cách để bốn ngày chúng ta nói đến uh, cổ phiếu MBS một ngày hai ngày ba ngày bốn ngày đây đâu đó nó ở tầm này hình như hay là tầm này đó thì đẹp rồi các anh chị cây nến ngày hôm nay cây nến của mbs cũng rất là đẹp dòng tiền thì đột biến 7 triệu 8 cổ phiếu như vậy là rất là trâu và khả năng cao thì nhịp này mbs sẽ break cản 16 Uh, sẽ break cản 16 và ngắm lên vùng 18 đến khoảng vùng 19 là hợp lý bởi vì dòng tiền nó đã đánh như thế này rồi thì không có lý do gì để nó không lên được cái vùng cao này cả. VPS khá là đẹp. Uh, cổ phiếu SBS cũng mới được uh, cho vào tổ lái. Đó. À quên xin lỗi cả nhà, tổ nhái. Cấm được nói từ lái nha, từ lái không được đâu. Uh, sau khi mà nó được uh, phân tích uh, tích lũy ở quanh vùng 4.7 đến khoảng vùng 5 thì chúng ta bắt đầu có những cái tín hiệu kỹ thuật nó được đẩy về vùng 5.5 vùng 5.6 và 3 phiên kỹ thuật gần đây thì nó test tích lũy ở vùng 5.3 5.3 đẹp như vậy là vùng 5.3 đến vùng 5.4 Ờ, à, tuần tới các anh chị có thể thu gom thêm mục tiêu nho nhỏ, nhỏ nhẹ nhàng thì đầu tiên đầu tiên nó phải vượt được cái cản 6.3 Đó, oh, đây nó vẫn đang như này thôi nó vẫn đang đi này 6.3 đấy và cái đoạn này nó lừng khừng nó tích lũy này và nhịp này thì rất có thể là nó sẽ bứt lại vùng thảo trăm ba và nó test test, test lại tích lũy đây nó để nó có những cái dấu hiệu vượt thoát và nhịp này đây đây cũng có một xuất hiện một cái dòng tiền khá là tốt thì nhịp này uh, fs cũng đang uh, xuất hiện dòng tiền tốt chính vậy nên đấy và đồng thời là nhóm ngành chứng khoán nó cũng đang hút khá là tốt thì chúng ta bắt đầu chúng ta uh, chiến đấu Enhared. VX thì hàng cũ rồi và VX ở thời điểm hiện tại cũng đang có một lực cầu tương đối tốt ở 12 đến khoảng tầm 15 triệu cổ phiếu trên một phiên từ vùng hỗ trợ kỹ thuật 6.5 6.8 chúng ta ngắm cản vùng 7.9 vùng 8 đến khoảng vùng 8.2 ở đây các anh chị và khả năng thì tuần tới ở VX sẽ công lại vùng cản 8.2 và đồng thời chúng ta có vùng hỗ trợ kỹ thuật 7.45 có thể thu gom thêm Ờ, tùy cái khẩu vị của các anh chị tức là chúng ta mua thì chúng ta mua ở quanh 7.45 để chúng ta kỳ vọng thêm target ở 9 à, 8.2 8.3 chúng ta bán còn cái vùng mua ấy, cái vùng mua của VX thì cũng đã phân tích rồi nhịp này chúng ta cũng có phân tích vùng 6.3 6.5 nhịp này cũng như vậy nhịp này cũng có nhịp này có luôn 6.5 6.6 Nói chung là ở cái vùng hỗ trợ thấp thấp ở dưới này thì các anh chị chủ động chúng ta thu công AGR quá đẹp rồi AGR thì khủng rồi AGR tầm này là vào vào cầu rồi nhá, vào cầu rồi nhá. Và AGR thì các anh chị lưu ý là với một cái cách đánh mà nó cứ duy trì được dòng tiền khoảng tầm từ một triệu rưỡi đến 2 triệu cổ phiếu trên một phiên. Đó, và tuần tới thì nó sẽ khả năng nó sẽ công về vùng 10 và sau đó nó sẽ quay lại lấp gáp và những cái điểm lấp gáp kỹ thuật ở đây thì các anh chị chủ động mà thu gom mà chiến đấu. Ờ, khi mà phân tích về AGR đây các anh chị, Hùng đã có nói đến rồi đúng không ạ? Chúng ta kỳ vọng một cây đến tuần À, chúng ta kỳ vọng một cây đến tuần sừng sững đi lên thì đây là một cái câu trả lời của AGR đó đây và sau một cái giai đoạn đấy sau một cái giai đoạn nó đánh xuống đây thì những cái ý này đồng đã có trình bày trong bản tin tuần rồi thì các anh chị lưu ý AGR này SBS cũng như vậy SBS cũng như vậy SBS là cái 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 đội tạo lập của nó rất là tốt đấy nó đánh từ vùng 4.5 và lên đến tận vùng 20 các anh chị và sau đó nó chỉnh cung và nhịp này thì nó cũng bắt đầu Uh, có một cái sự tích lũy và nó cũng bắt đầu hình thành được một cái phân kỳ tăng ở uh, trong ngắn hạn ở đây và cái phân kỳ này thì đấy sẽ là những cái kỳ vọng đó để uh, nhịp này uh, có thể tạo lập đi lên VX, đấy, VX cũng như vậy VX thì uh, VX thì nó vẫn đang uh, xuôi dòng đó và bắt đầu nhịp này thì nó bắt đầu có tín hiệu bẻ sóng tức là nhịp xuôi dòng này chỉnh đây này chỉnh đây này đấy và nhịp này thì nó đang có xu hướng bẻ sóng và với cũng là một trong những cái mã cổ phiếu chiến lược uh, trong nhóm ngành chứng khoán đối với cá nhân hùng lê đó thì các anh chị lưu ý ở uh, đây là một vài những cái yếu tố kỹ thuật để giúp cho các anh chị em chúng ta có thêm những cái tham khảo ở uh, tuần này thì các anh chị lưu ý uh, chúng ta sẽ phân tích thêm uh, cái nhóm ngành bất động sản công nghiệp thì đối với bất động sản công nghiệp á thì hùng không có phân tích uh, ở trên trên bản tin tuần bởi vì nó không có đủ thời gian à uh, nhưng uh, đối với à uh, trên nhóm thì ngày mùng 6 tháng 3 thì hùng Lê tiếp tục cập nhật uh, cái xu hướng của nhóm ngành bất động sản uh, khu công nghiệp thì đối với KBC các anh chị lưu ý vùng 20.5 vùng 21.5 thì đây này các anh chị là ngày mùng 6 tháng 3 thì cũng sẽ bật lại cho các anh chị để chúng ta nắm được. Uh, đây ngày xanh xanh này này. Là ngày mùng ngày mùng 6 tháng 3 này. Đó thì bắt đầu chúng ta sẽ soi chạc KBC. Thì KBC tại thời điểm đó thì có phân tích ở vùng 20.5 21 21.5 là vùng tích lũy mới sau nhịp chỉnh cung và các các cái tài khoản mà đang cầm thì chúng ta chủ động chúng ta thu gom. Đó, thì đây các anh chị 21.5 đây, vùng 21.5 20.5 có luôn cả vùng 21 đây. Đó. <laughs> 21.5 20 đó. Thì đây những là cái điểm này. Và đến bây giờ thì nó ở vùng 24.25 rồi các anh chị. Và những cái phân tích này là từ ngày 26 tháng 3. Vùng 20.5, 21, 21.5 Ok các anh chị Có vùng 21 cho các anh chị thu gom 21, 21.5 đây Đó Điểm này thu gom được Điểm này chúng ta phân tích mà Thì nó trả cung này Rồi nó test lại vùng 21.5 Và điểm này thì khá là đẹp rồi Như vậy là gì Những cái phân tích sớm Và giúp cho chúng ta có được Một cái góc nhìn Về mặt uh, tín hiệu Nó sẽ giúp cho các anh chị uh, Chúng ta có một cái sự chủ động hơn Về quá trình giao dịch Đây ngắm cản 25 Đó SSC SSC ngày hôm nay cũng tím điệp thì đối với SSC cũng đã có phân tích đây các anh chị này SSC 2626 5 Ok các anh chị các anh chị nhìn thấy cái điểm xanh này đúng không ạ chúng ta có vùng 26 26.5 đây và sau khi nó tăng lên đây và nó lại gì nó lại tụt lại đây rồi đó vùng 26.5 và đến bây giờ thì thì là cái gì ạ thì là nó bay rồi đó, vậy thì khi nó bay rồi không phải bay rồi chúng ta mới nói mà chúng ta nói uh, phân tích định hướng những cái nhóm ngành này từ rất sớm và những cái vùng hỗ trợ để cho những anh chị em chúng ta thu gom chúng ta nắm thì trong tuần này nó đã có điểm 28.2 test tích lũy khá là đẹp phiên ngày hôm nay thì quá đẹp rồi uh, dòng tiền 2,9 triệu cổ phiếu trên một phiên có thể phiên ngày thứ hai test tích lũy nhẹ nhàng và ngắm lên cản vùng 32 IDC cũng hoàn toàn tương tự như vậy đây IDC đây nhá IDC này vẫn là vùng hỗ trợ 37.5 đến vùng 38 các anh chị thu gom Vậy thì khi mà chúng ta nắm được cái định hướng như vậy, đây là điểm chúng ta phân tích, thì đến đây, đó, vẫn là vùng 37.5 đến vùng 38 đây, những cái vùng này, thu gom. Và điểm này thì bắt đầu lên, uh, tuần này nó bắt đầu nó công cản 41 rồi, và khả năng thì tuần tới nó sẽ kéo lên khoảng vùng 43, sau đó nó test lại cung kỹ thuật. Và đối với ITC thì cũng vẫn đang kỳ vọng một cái nhịp sóng đánh nó tương đối tươm tươm, bởi vì sau một cái giai đoạn mà IDC nó 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 chỉnh giảm á, thì nó đang nằm ở trong một cái kênh xu hướng giảm chính vậy nên là đây cũng có thể nó sẽ hồi lên nếu mà nó khỏe IDC nhịp này nó khỏe thì nó sẽ hồi lên được khoảng quanh vùng ở đây này khoảng vùng 48 đến khoảng vùng 50 tức là cái target kỹ thuật của nó nó sẽ lên được khoảng tầm này thì các anh chị lưu ý này 48 đấy 47 47.5 đó khoảng khoảng quanh vùng đấy 47.5 vùng 48 đây sẽ là những cái vùng cảnh kỹ thuật của IDC Uh, cổ phiếu V VGC thì nó uh, chưa có gì đột biến VGC VGC thì vẫn hỗ trợ ba 5 năm đến mùng ba ba thôi thì uh, VGC oh yeah, đây VGC VGC thì nhịp này nó hơi đuối hơn so với các cái mã cổ phiếu bất bất động sản công nghiệp nhưng nhìn chung thì nó vẫn khá là ổn rồi vùng 32.5 đến vùng 33 đấy là vùng mùng có phân tích trong tuần video 168 thì nó có cái tụt lại nhưng tuần này thì nó bắt đầu công lại và ở đây thì nó cũng đang hình thành được một cái diện một cái phân kỳ tăng ngắn ở đây và chúng ta sẽ chờ đợi thêm cái tín hiệu dòng tiền tuần tới thì dòng tiền nó cần phải duy trì lại ổn định ở khoảng tầm độ 1 triệu đến khoảng tầm 1,5 triệu cổ phiếu trên một phiên à, đối với VGC và tín hiệu dòng tiền có thể bứt lại vùng 34 cộng tức là ở đây thì khả năng thì theo quan điểm của hùng nó sẽ kéo lên ở khoảng vùng ba mươi rồi sau đó nó sẽ quay lại test cung kỹ thuật ở đây uh, test cung ổn định như vậy ở đây uh, thì và dòng tiền tiếp tục ổn định ở đây thì đấy sẽ là những cơ hội để các anh chị thu gom thêm ok như vậy là danh mục cổ phiếu thì hùng sẽ dừng lại ở đây như vậy là chúng ta đã kết thúc một cái tuần cuối cùng của quý 3 tương đối à, xin lỗi cả nhà quý 1 tương đối là tích cực và với những cái tài khóa với những cái chính sách điều hành vĩ mô của Việt Nam thì chúng ta sẽ kỳ vọng sang quý 2 thị trường của chúng ta sẽ có nhiều cái điểm khởi sắc hơn. Và đặc biệt, và đặc biệt ở trong thời điểm hiện tại, trong thời điểm hiện tại đó là chỉ số Dow Jones, một cái chỉ số tâm lý cực kỳ quan trọng của cả thị trường chứng khoán uh, toàn cầu các anh chị. Và và một điều rất là quan trọng đó là gì? Khi mùng khi mà nó chỉnh giảm á, thì cũng có phân tích cái vùng hỗ trợ kỹ thuật 31.5 đến vùng 31.8k. Đây là vùng hỗ trợ kỹ thuật cực kỳ quan trọng của chỉ số này và rất là may mắn, phải nói là rất là may mắn và rất là mừng. Đó là gì? Chỉ số này sau khi mà test về đây nó đã hồi lại và test tích lũy và hiện tại thì nó đang à nó đang hồi lại được ở trên vùng 32.5 cộng ờ à, 32.5 đến khoảng vùng 32.8k. Đây là một tín hiệu cực kỳ tích cực để giúp cho chứng khoán Việt có một nhịp phục hồi. Và các anh chị lưu ý là khi mà chỉ số Dow Jones nó phục hồi lên như thế này thì khả năng cao nó lại đi về vùng cản kỹ thuật. Các anh chị lưu ý vùng cản kỹ thuật 335, vùng 34 khả năng về đến đây thì nó lại bắt đầu nó gì nó đạp sọc. Thì như vậy nó sẽ song trùng với câu chuyện là index của chúng ta có thể dự báo tạo đỉnh ở nhịp này. Kết hợp với cái tín hiệu kỹ thuật của chỉ số vi, uh, chỉ số Dow Jones thì các anh chị lưu ý nhá Đó ở vùng này thì nó sẽ tương xứng với cái quá trình đi của chỉ số VN Index. Ok. Và trong tuần video số 169 thì chúng ta cũng không uh, 169 1 169. Ờ uh, trong tuần video số 169 thì cũng đã có phân tích uh, khá nhiều các cái yếu tố kỹ thuật uh, ở trên bản tin tuần rồi thì các anh chị cũng nắm được rồi. Và ở đây thì uh, ở đây thì thì mình có nói đến là cái khả năng là VN30 sẽ quay trở lại về test ở vùng 1045 phái sinh sẽ test ở vùng 1040 đến khoảng vùng 1042 thì đây các anh chị chúng ta sẽ đi lại đây chính là cái điểm mà chúng ta ra bản tin tuần video số 169 chỉ số VN30 quay lại test lại ở vùng 1045 đây 1045 1045 đây các anh chị này thì cái biên ở đây là biên 1045 1047 nó nó test về cái biên này và sau đó gì và sau đó thì nó có một cái lực long đó lực long ở đây ok có lực long ở đây khá là tốt và sau lực long đó thì nó test lại ở vùng hỗ trợ kỹ thuật ở 155 và nó tiếp tục ạ? đi về một cái vùng target cực kỳ cao và vùng target này thì cũng đã phân tích ở trong tuần trên bản tin tuần thì nó không thể hiện nhưng trong cứ kết thúc một ngày giao dịch thì cũng sẽ có một cái bản tin và cái bản tin đó thì cũng có chia sẻ lên các cái team cộng đồng các anh chị có thể vào để chúng ta xem À, đối với chỉ số vn 30 f 1 m phái sinh thì cũng có dự báo test lại à, khi vào tuần thì cũng có dự báo test lại là nó sẽ test lại ở vùng 1040 đến khoảng vùng 1042 thì các anh chị nhìn thấy trong phiên giao dịch ngày thứ hai thì ngay lập tức là nó test lại vùng 1040 đến 1042 ở đây và sau đó thì nó cũng xuất hiện một địa, một cây nến long à, một cái nhịp long về đến cái vùng kháng cự 1057 ở đây đây này thì cũng có đề cập lên phái sinh á phái sinh ở đây này vùng 1065, 1068 Index sẽ công vùng kháng cự 1055 Và sau đó thì sẽ tiếp tục ở 1065, 1070 Đó thì um, ở đây chúng ta có một nhịp long đây và sau đó thì nó quay trở lại một cái mô hình test hai đáy kỹ thuật ở đây ở quanh vùng năm không 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 thủng thì nó công lên vùng 1067 và sau đó thì nó tiếp tục lên ở vùng 1070 và tuần này thì um, nó đánh tương đối là đẹp suy soát nữa thì lên được vùng 1075 1080 đấy là những cái target kỹ thuật mùng phân tích ở trong tuần còn đối với chỉ số VN index đó, thì chúng ta cũng có những cái dự báo về cái điểm test công kỹ thuật ở đây đó là index sẽ test lại ở vùng 1044 đến khoảng vùng 1045 ờ, và sâu hơn thì 1037 đến 1040 nhưng mà nó chỉ test đến về vùng 1 thôi đây trong phiên giao dịch của ngày thứ hai thì các anh chị nhìn thấy đây, 1044 đến 1045 và cái điểm test sâu nhất của nó ở đây là hình như 1043 104 lâu là 104 1042. Đó và vùng 1037 1040 ở đây thì nó không test về đến nơi và nó chỉ test về được đến cái vùng vùng 1 thôi và sau đó thì uh, hoàn toàn tương tự là chỉ số này uh, cũng bắt đầu có một cái nhịp phục hồi long uh, nhiều nhịp, nhịp, nhịp phục hồi long rất là tốt đó, các anh chị. Nhịp phục hồi long rất là tốt để nó đi về cái vùng cản kỹ thuật, ví dụ index thì cũng có nói đến đây, index thì chúng ta sẽ công về cái vùng 1065 đến vùng 1070 đó là vùng cản một. Đó, 1065 đến vùng 1070, đó thì thị trường của chúng ta bắt đầu công về cái vùng cản đây. Thì đầu tiên là nó công cái vùng cản 1055 này. Đó, 1055 này, đấy công vùng cản 055 xong công vùng 60 này, sau đó là 1065 1070, đó là những cái vùng tái cách kỳ vọng. Ok, như vậy là nhìn chung về uh, tuần giao dịch vừa qua là một tuần giao dịch mà thị trường của chúng ta hết sức là tích cực khi mà bộ ba tham số chung của thị trường uh, đều ghi nhận mức tăng điểm các anh chị. Và như ông đã có đề cập ở đây thì hiện tại thiên thời địa lợi nhân hòa và chúng ta sẽ chờ đợi trong quý 2 uh, dòng tiền, hỗ trợ doanh nghiệp rồi những cái gói kích cầu và những cái chính sách tài khoá sẽ được uh, đi vào thực tiễn. Uh, tức là những cái chính sách ví dụ như là uh, gói cho nhà ở xã hội 120.000 tỷ thì như đâu đó bây giờ nó cũng chưa giải ngân được bởi vì nó vướng là một số các cái chính sách à một số các cái điều kiện đó, doanh nghiệp bị nhảy nhóm này rồi là doanh nghiệp bị vướng không đủ điều kiện vay này vân 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 chứ không phải là cứ bung ra một cái là được vay hết đâu vậy thì cái quá trình đó nó sẽ có cái sự điều chỉnh làm sao cho nó hợp lý để cái dòng tiền nó được giải ngân ra và khi dòng tiền nó được khơi thông đến thời điểm hiện tại là chưa được khơi thông thì dự kiến là khoảng trong tuần khoảng từ mùng 10 đến khoảng 15 tháng 4 thì nó sẽ có thêm những cái chính sách tài khóa để nó khơi thông cái dòng tiền đó thì đó sẽ là những cái tín hiệu kỹ thuật để giúp cho thị trường của chúng ta uh, tiếp tục có những cái sự khởi sắc hơn ở trong tuần giao dịch tiếp theo. Uh, đối với chỉ số vn index tuần uh, tới thì hùng sẽ tiếp tục dự báo nó sẽ có một số các cái điểm nhấn kỹ thuật như sau. Thứ nhất đó là ở trong tuần này thì hùng có phân tích cái vùng kháng cự ở vùng 1065 đến vùng 1067 đây. Thì hùng sẽ hùng sẽ gõ từ 1067 để các anh chị biết là cứ mỗi một ngày, uh, cứ mỗi một ngày thì hùng sẽ có một cái một cái sự phân tích đó một cái sự phân tích ví dụ phiên ngày giao dịch ngày thứ sáu này thì chúng ta sẽ nói đến cái gì thứ nhất là chúng ta phân tích cái bộ ba tham số chung của thị trường thì phiên giao dịch ngày thứ năm đó đây đây đó thì chúng ta uh, xu hướng này đó vậy thì xu hướng của phái sinh ngày hôm nay tiếp tục công cản 1067 1068 1070 này đồng thời VN30 uh, chúng ta sẽ công cản 1075 1078 này và index sẽ công cản 1065, 1067. Đây sẽ là những vùng cản mạnh về mặt tâm lý của kỹ thuật ở trong phiên giao dịch của ngày hôm nay. Đó, thì chúng ta thấy rằng là ví dụ trong phiên ngày hôm nay thì index của chúng ta tiếp tục công cản 1065, 1067. Đây các anh chị, và hiện tại thì nó công chưa thành, đóng cửa vùng 1064. Nhưng mà tuần tới khả năng nó sẽ test lại ở quanh vùng 1062 và biên 1058 đến biên 1060 trở thành cái vùng gì đó, vùng hỗ trợ kỹ thuật đắc lực cho thị trường vùng 1065 đến 1067 index tiếp tục công và break và khả năng cao theo như dự báo của Hùng thì khả năng cao là thị trường của chúng ta sẽ công công cản thành công bởi vì hiện tại là thế và lực của thị trường đang khá là ok và Dow Jones thì kỳ vọng là đêm nay nó xanh đó nó không đỏ thì như vậy là nó test công nghệ thuật ở đây xong thành công thì chúng ta sẽ hướng về mạnh dạn là chúng ta sẽ hướng về vùng cản của index ở vùng 1074 đến 1075 ở trong tuần giao dịch tiếp theo đối với chỉ số vn30 chúng ta cũng sẽ ngắm ở đây thứ nhất là vn30 ở đây thì chúng ta thấy rằng là đây 1075 Đó. ví dụ ngày hôm nay chúng ta phân tích này vùng cản 10 vn30 sẽ công cản 1075 1078 trong phiên giao dịch ngày hôm nay đây các anh chị này đấy 8h48 sáng nay một lần sẽ phân tích đêm hoặc là không thì buổi sáng trước giờ giao dịch thì cũng sẽ có những cái phân tích tổng hợp khá là chi tiết cho cả nhà thì đây này, các anh chị nhìn thấy đây đây nhá. VN30 này hôm nay có đúng là 1078 không? 1078 nó rũ không? 107 1078. Ok, báo cáo với các anh chị là hôm nay đây VN30 đạt max target ở 1078. Chắc chắn điểm này là 1078 nó bắt đầu rũ. 1078.15. Đó. Vậy thì uh, 1075 đến 1078 là vùng cản mà chỉ số VN30 ngày hôm nay sẽ công đấy đồng thời đó vậy thì khi công về cái vùng cản này thì nó sẽ phải uh, có cái sự rung lắc nó sẽ có cái sự tích lũy nó sự nghỉ ngơi đó là câu chuyện rất bình thường đây điểm này này đó nó test lại điểm bên này này đó rồi đây cũng là một điểm nó nó test này đó nó test lại này đó và có thể là gì à, tuần tới thì nó tiếp tục test lại điểm này và sau đó cái vùng 1060 uh, vùng 1060, 1062, 1065 Các anh chị lưu ý Đây sẽ là vùng Uh, hỗ trợ vùng tì bật để giúp cho chỉ số VN30 của chúng ta tiếp tục có một cái hành trình uh, công cản uh, thành công Và hành trình công cản ở đây là một cái uh, mốc target tiếp theo Khi mà uh, chỉ số VN30 của chúng ta đè vùng 1080 chúng ta hướng lên chỉ số VN30 tuần tới uh, Chúng ta đang ngắm lên vùng 1090 đến khoảng vùng 1095 uh, Và thậm chí khỏe hơn thì có thể 1010 nhưng mà từ từ đó uh, bình tĩnh rồi. đối với chỉ số phái sinh. Đó thì chúng ta cũng sẽ tuần tới cái vùng đệm kỹ thuật ở đây đó là vùng 1061 đến khoảng vùng 1063 nó sẽ trở thành một cái vùng đệm kỹ thuật rất là quan trọng cho uh, thị trường chung và có thể điểm sâu hơn là 1057. Đó bởi vì cái điểm 01057 này chính là cái điểm kháng cự đầu tiên của phái sinh. Đó, chính là cái điểm đầu tiên của phái sinh thì như vậy là tuần tới thì nó sẽ quay trở lại có thể nó sẽ quay trở lại nhưng mà cái điểm này thì nó hơi sâu nên là chúng ta tạm thời chúng ta sẽ tính toán là 1061, 1062 và sau đó và sau đó thì tiếp tục ngắm lại vùng cản cái tuần 1075 đến 1080 và đẹp hơn đẹp hơn thì phái sinh chúng ta sẽ ngắm cản ở vùng 1085 đến vùng 1090 đó là vùng target mục tiêu ở trong tuần giao dịch tiếp theo ok anh chị như vậy là như vậy là chúng ta Uh, nhìn thấy rằng cái tín hiệu kết tuần của thị trường nó tương đối là lạc quan và như vậy đó sẽ là những cái cơ sở kỹ thuật rất là quan trọng để giúp cho uh, thị trường uh, sẽ có những cái đà tiến những cái bước tiến ở trong tuần giao dịch tiếp theo tất cả các mã cổ phiếu các anh chị quan tâm mà chưa được phân tích ở trên bản tin tuần các anh chị có thể comment ở bên dưới dòng thời gian bản tin tuần để các anh chị em uh, chúng ta sẽ uh, có thêm những cái sự trao đổi uh, ở trên những góc độ tốt nhất tối ưu nhất uh, cho các anh chị em ở trong uh, những cái uh, tín hiệu giao dịch và hiện tại thì ông lê cũng đang làm việc tại công ty cổ phần chứng khoán vps và cũng rất mong muốn và kính mời các anh chị em nhà đầu tư ở chúng ta sẽ về cùng với team của ông lê tại công ty cổ phần chứng khoán vps để chúng ta có những cái phân tích có những cái nhận định có những cái trao đổi và cùng nhau hỗ trợ cùng nhau phát triển ở trên thị trường chứng khoán trong cái thời gian sắp tới ở bản tin tuần này thì xin phép được tạm dừng tại đây thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả anh chị em trong các bản điểm tin tuần tiếp theo